Vâng, đấy, ai muốn thử cảm giác của BMW, một chiếc xe sang đẳng cấp đến từ thương hiệu Đức, sản xuất năm 2003, với hộp số tự động cực kỳ dễ dàng sử dụng và cực kỳ ăn chơi, thì đây là một cơ hội cho quý vị các bạn. Một chiếc xe bên ngoài thì rất là đẹp và bên trong thì nội thất sang trọng, lịch lãm, quý phái. Và với cái giá thì nói thật với quý vị các bạn, như Morning giả tiền lại chỉ có 179 triệu thôi, sao lại rẻ thế? Vâng, đúng rồi, rẻ nhưng mà nó chất. Đấy, quý vị nhìn cái độ gọi là drip của xe đó, rác chứ. Vâng, đấy, khả năng tăng tốc rất là cao, 100 km/h chỉ trong vòng có 8 giây thôi. Vâng, chỉ thua những mẫu siêu xe đắt triệu đô một vài giây thôi. Đấy, xe chạy rất là tăng tốc, rất là căng. Và quý vị nhìn này, tốc độ đạt đến gần 100 km/h rồi mà xe không hề rung lắc bần bật nhá. Đấy, vâng. Xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm và theo dõi, chia sẻ kênh Zuzu Auto. Và đây là buổi thử nghiệm xe ăn chơi cho nó có tiếng. Vâng, xin chào, tạm biệt.